Hội Hữu nghị Việt Nam Nhật Bản tổ chức Đại hội Hữu nghị Việt Nam Nhật Bản tỉnh Bình Dương lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ qua, Hội Hữu nghị Việt Nam Nhật Bản tỉnh Bình Dương đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt các hoạt động, trong đó tham gia kêu gọi thu hút đầu tư, làm việc, trao đổi học tập kinh nghiệm, tham dự các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, hội thảo tại Nhật Bản, hỗ trợ thành lập và duy trì sinh hoạt định kỳ các câu lạc bộ tiếng Nhật, câu lạc bộ đa ngôn ngữ, hội những người Nhật sinh sống và làm việc tại Bình Dương, góp phần tạo môi trường giao lưu, gặp gỡ, qua đó tuyên truyền, quảng bá về đất nước con người Việt Nam nói chung, Bình Dương nói riêng. Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2 năm 2023-2028. Đại hội đã thống nhất bầu ra ban chấp hành hội gồm 15 thành viên, ông Nguyễn Ái Dũng, tái đắc cử chức danh Chủ tịch hội. Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chúc mừng đại hội đã bầu ra được những nhân sự ưu tú tham gia ban chấp hành hội nhiệm kỳ mới. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển và hiệu quả, tăng cường công tác thông tin đối ngoại, tranh thủ sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống tại Nhật Bản, các cựu du học sinh Nhật Bản và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại tỉnh đối với hoạt động của hội, góp phần thực hiện hiệu quả các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong thời gian tới.